của bác anh xem để lại cho cháu.
đây đây nhá. Này này đi đi. Đi đi ông đi Toto nhá kìa. À, đấy ngồi đấy đây 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 này. Đây, đây này. Nào. Alo 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 rồi là con ở đây rồi thế nào, bà thì đi ấy rồi, lại đi xuất khẩu lao động rồi, mình ông thôi, không về nhà, ở nhà trông, nhà trông ấy, ông còn đi việc của ông. Ông về á? Ông có đi xuất khẩu, bà để có ít tiền ở nhà ấy, bảo xem cái chỗ đất này xem mua được thì gọi anh đấy về nó bán thì mua cho xong làm cái nhà tử tế mà ở. Cái nhà này nó rột hết rồi, cái này mưa gió là rột hết, gió to này thì vùng cao này thì không được đâu. Chủ đất này của nhà ai con? Đi xem màu, đi hỏi xem là nó bán hay không thì mua, có sổ có sữa thì đi mua, mua xong là làm cái nhà tử tế lên mà ở, mua bố mới làm, không ở đây gió to này thổi phát là khổ làm coi rồi. Đưa ông đi xem chủ đất xem nào, cái chủ đất này ở đâu, xong là đưa ông đi đi xem nó có bán không thì mình chuyển nhượng cho nghe coi nè. Đấy, đưa ông đi ở nhà không chủ nhà ấy. Gọi đi, gọi bác có nhà không? Anh ơi, anh có nhà không hả? Đây, em. Đâu? Đây. Anh già. Nào, bác coi như nào? Em bé. Em bé gì đấy? Tôi ốm không? Nhìn này cái bị ốm không? Ô, cháu à? À, hơi mát nhé, yeah. Nhà bố mát. Vâng. Thế là bác nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác 90 rồi. Cái chương trình cái cháu nó để đây là nó ở nhờ cái chỗ đất của bác rồi, bác anh thì xem là để lại cho cháu. Vâng. Mảnh đất này của cháu là tổng thể nó có khoảng bao nhiêu nghìn mét vuông nhỉ? Vâng, cháu để nó ở nhờ ấy. Nó hơn 1.000 mét chứ. Ừ. Xem này, mấy này ông đây trong là toàn xem này. Xem để lại cho cháu cho mẹ con nó xem là cháu và bác bán hợp lý thì để chú mua cho mẹ con cháu và xong để nó làm cái nhà chú này thì nguy hiểm lắm, gió chứ rồi rột nát thì gai lắm. Thì cháu không bán đâu thì sau này không hỏi hai mẹ con bây giờ cứ xem nghiên cứu xem xét thôi, cô lá lành lùm lá rách thì cố gắng để con này có nó, không là bàn đi, xong là được thì gọi trưởng thôn xuống là làm việc, xong là sổ đỏ, có sổ đỏ chứ? Cháu có sổ đỏ chính chủ đàng hoàng là đất phục, xem là lớn lớn người ta nói thì không muốn nọ cho hai mẹ con nó ở, cháu còn đủ đất cải tạo bao nhiêu ngày rồi thì sau này cũng làm nhà thôi. Hai mẹ con nó khó khăn quá thì tôi có thể cháu nhượng cho cũng được. Mà cái này thì cũng cảm ơn. Anh có thể bắt mình để lại cho em. Bây giờ em cũng không có tiền đâu, ông bà. Gia đình anh nhường lại cho cũng được. Chứ mình đấy là thấy thương hai mẹ con em thì mới để lại thôi. Chứ còn đó, đất thì đường gia đình cũng bán. Cảm ơn anh cậu bà. Đẹp lắm đấy, chỗ này nó tiện đường. Có sổ rồi, cháu lấy sổ cho chú xem. Sổ nào, cho mẹ kế nhà để bác lấy. Bác tìm xem nào, thấy sổ ở đâu không? Biết thì nào, cách của ông nhiều loại lắm nên là... bê tông đi rồi nhỉ. Cái này thì không lo được, đất cháu nó bây giờ xuống dưới nhà đi xong là mình đi làm tìm cháu xem mà cũng có thời gian xuống dưới điều xong đo xem là giao sổ đồng chú mà có thể tiền cũng được tiền luôn rồi sổ tôn lên đến làm những cái giấy chính thì mai tính sau. Anh lấy nhờ anh này ý anh này là chứng kiến ký xem là khoảnh đất. Đi. À, đi mà con đi đi.
chỉ cái chỗ. Từ đoạn này thì xuống nhau. Mai chú cho nó làm cái nhà, mua đất mua được thì cháu để cho làm nhà đây, xong làm cái cầu về đây, xong để nuôi cá. Mẹ con nó nhảy đây đất cháu nó cái con mông này. Vâng, con mông này nó phải rồi ra kia đi. Vâng, ôn tạo lên xong là đằng nào có những gần đấy rồi. Cho nó giúp cái buồn xuống. Cố định nữa rồi. Nói mà có sổ đỏ ở đây thì lo cái gì, nó có sổ diện tích đây rồi. Cái máy mà, cho nó rộng. Đó, trồng hết cây, ấy. Ngồi đó trồng hết cây để sau này làm nhà nó có bóng dâm. Ở đây không là làm cái giấy tờ, bàn nhau. Không bàn, người làm giấy tờ. Trồng hoa đẹp đấy nhà. Không được. Vâng. Mẹ hoa đẹp đấy nhỉ. Gọi cho ông Hào không phôi thì tôi ở Nam Phú. Đấy xem cháu để lại cho chú. Xem là giá cả thế nào. Chú gửi tiền luôn đi tìm anh em ấy cho. Làm giấy tờ và anh em con nó làm. Hôm nay nó làm cái nhà này bán đi. Xem là bán bao nhiêu. Cũng nói đi. Tôi nói chung đi. Ở đây thì nói chung thì nó cũng có gì đâu nhỉ, con nhỏ có thì cũng tôn tặng nhiều, không mất đem lấy được thì cháu để cho chú 60 triệu, tại vì cháu cũng trồng cây với tôn tạo nhiều ấy, chứ còn nó không thì nó cũng không đến với ta đấy đâu. Vâng, bây giờ chú nói này thôi, bớt lại cho chú coi như là bớt lại chú là 650 triệu. Em cháu được không nhất trí không, chú gửi tiền luôn. Vâng, lấy 50 triệu được ra thì cháu phải để lại chiếu giúp chú thôi. Em lên trên nhà cháu làm giấy tờ. Không, làm luôn đây thôi. Ở đây chú xe chú có sổ sai, xong rồi chú gửi tiền thôi, tìm một người về đây xong rồi gọi người về đây làm chú nhé. Này chú vào lấy sổ đây ấy, không làm luôn đây, không cháu tìm ai để vô làm cái giấy tờ ấy nhá. Dạ vâng. Chú luôn đây. Cháu nhờ ai về đây làm giấy tờ? Đây cháu gọi đây. Alo, ở nhà không em này? Ở rảnh thì xuống anh làm cái giấy tờ đấy nhé, xuống luôn hộ anh ấy nhé. Ờ, xuống luôn nhé. Làm cái nhà ở đây mà đốt dân phòng cái này mai kia chú dỡ được cái này đi, không dỡ đâu, cái này chú để đây làm cái kia cháu nó mua đấy làm thành phố là gió to nguy hiểm lắm. Ừ, chú làm giấy tờ chú ra. Xong làm cái cổng ở đây thì nó hơi hẹp, chăn nuôi thì không được.
quá nhỉ, thằng em nhiều quá nhỉ. Đọc cho mọi người cùng nghe xong tên vào giấy chuyển nhượng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy chuyển nhượng đất ạ. Có tên Nguyễn Tân, sinh năm 1921, căn cước công dân 0707-20177, từ chỉ công quân xã Lan Nguyễn Chí Má Thị. Thông qua cho hai bên cùng nghe. Sau đây thì đây cái giấy thì nội dung là cháu viết ra đã đầy đủ rồi. Bây giờ là ghi tên vào. Đây là cháu. Mấy con nhớ. Mấy con tô gì gì nhớ. Đấy, em. Đấy, giao cho chú. Đấy, đưa cho người nào. Đấy. Cảm ơn em nhé. Vâng, cảm ơn cháu. Đây thôi. Ở đây thì gần đây. Vâng. Em bé cháu nhá. Bye bye nhá. Ừ. Xuống đây nào. Đây là hình như bố đưa cho con ít tiền. Xong là con làm mai làm cổng hết đi, rào hết đi, trồng hoa trồng gì trồng nữa nào. Đi mua đất về coi như là mua thêm cây qua về. Tiền để con mai đi làm ấy, đi lấy cổng lấy làm cổng làm ấy xong là mua cây về làm cái nhà lại. Một gỗ làm cái nhà sàn cẩn thận đi. Cái này 200 triệu đấy. Con xin cảm ơn bố. Bây giờ là với con nhá, cất tiền đi xong rồi làm nhá, mua cây mua que làm cái nhà này không ở đâu, bố về thôi. Bố về nhá. Yeah.